Sắp tới event Anyany đi fest Yuka có muốn quậy hay làm cái gì đặc biệt đó không? À, có chứ. Yuka muốn nắm đầu mọi người quay 360 vòng nha. Thí dụ mà mình vô đó cái mình chọc cho người ta khóc được không? Thí dụ mình vô fest á, mình gặp ai mình cũng chọc cho người ta khóc được không? Có được không? Có bị đuổi ra khỏi fest không?